Luyện tập trong im lặng không bao giờ là khó với Isaac. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Khánh Nguyễn Ông Càng Bự. Như các bạn đã thấy thì mùa Giáng sinh cũng đã tới rồi. Thì các bạn mơ ước gì? Mơ ước được tặng quà gì trong mùa Giáng sinh này? Riêng Khánh, hoàn cảnh hiện tại, Khánh Nguyễn rất muốn được sở hữu Isaac đến từ Bad Brass Corporation, một thương hiệu đến từ Nhật Bản, rất là hữu hiệu và hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều trong công cuộc tập sách tại nhà. Khánh Nguyễn chắc chắn một điều, các bạn gặp rất nhiều vấn đề về tiếng ồn của saxophone khi mà các bạn tập tại nhà, như là nhà có người già, nhà có trẻ em, hoặc là các bạn ở chung cư, những nơi có điều kiện cách âm không tốt. Và đặc biệt là đối với những bạn mới tập, những anh chị em mới bắt đầu làm quen với saxophone, rất dễ gây khó chịu với tiếng kèn mới của mình. Thì Isaac là một sản phẩm sẽ giúp cho các bạn giảm thiểu được rất nhiều về chuyện đó. Khánh Nguyễn đoan chắc là như vậy. Bởi vì sao? Đây là một chiếc hộp dùng để tập có tác dụng giảm âm thanh và đồng thời giúp cho các bạn tập kèn trong im lặng. Đó là lý do vì sao mà Khánh Nguyễn nói chuyện một cách rất là điềm tĩnh khi mà ngồi kế bên Isaac. Với thiết kế rất là chắc chắn, bao quanh hết cả cây kèn nha các bạn nha. Và màu thì hình như là Khánh Nguyễn có nghiên cứu thì cũng có rất là nhiều màu để chọn, nhưng mà màu trắng nó vẫn rất là đẹp. Chiếc hộp này thì đã có chủ nhân sở hữu rồi, và chủ nhân nó là cũng là một trong những học viên của Khánh, nhà cũng ở chung cư, cho nên là rất cần sản phẩm này để mà hỗ trợ trong việc tập. Nói về công dụng thì Khánh Nguyễn đã thử qua rồi. Theo ý kiến cá nhân, nó giảm được 60-70% tiếng ồn khi mà các bạn tập sắt. Điều đó có nghĩa là khi các bạn ở ngoài phòng khách và gia đình của các bạn ở trong phòng ngủ, thì các bạn bỏ cây sắt vào trong cái hộp này, các bạn tập gần như là ở trong phòng ngủ sẽ không nghe thấy. Khánh Nguyễn đã thử qua rồi. Và trong clip này Khánh Nguyễn cũng sẽ cùng trải nghiệm với các bạn qua sản phẩm này luôn. Ok. Đầu tiên thì về bề ngoài thì ở đây có tên thương hiệu Best Brass Corporation, established in 1999, có nghĩa là được thành lập vào năm 1999. Và thương hiệu này là một cái kiểu giống như là một tập đoàn lớn liên doanh corporation đó. Nó mang công nghệ của Nhật, cho nên là cảm nhận đầu tiên Khánh Nguyễn thấy là cầm rất là chắc chắn luôn. Và cái chất nhựa của Nhật thì các bạn biết rồi, nó cực kỳ cứng, cực kỳ xịn sò luôn, rất là sướng. Và ở đây chúng ta có tới 1, 2, 3, 4, có 4 cái bộ khóa để giúp giữ cây kèn cố định ở trong cái hộp này. Và đặc biệt, một thiết kế rất là thông minh khi mà sử dụng cái miếng cao su này, độ đàn hồi rất là tốt nha các bạn nha. Bạn có thể nhìn thấy nè, mà rất là chắc chắn, rất là chắc chắn là có thể phù hợp rất là nhiều đối với những bạn có bàn tay to như Khánh, hoặc là những bàn tay nhỏ cũng được nữa. Ok, cùng khám phá bên trong chúng ta có gì đây. Khoan, trước khi vào bên trong chúng ta có thêm cả những cái móc phụ này. Những cái móc phụ này để làm gì? Để chúng ta móc dây đeo kèn vào. Ở phía sau này làm sao móc dây đeo kèn ta? Cũng không hiểu, nhưng mà chắc chắn là móc dây đeo kèn thì là móc ở ngoài này nha các bạn nha. Ở mặt bên này, ở hai bên đều có hết. Và nhà sản xuất cũng rất là chi tiết trong chuyện đánh số seri và đưa ra cái hướng dẫn đơn giản là mình sẽ sử dụng hai viên pin 3A
cho vào cái hộp này. Nếu các bạn sử dụng tai nghe để mà tập, cái đó cũng một cái điều rất là hay khi mà cái hãng này họ thiết kế. Ok, mình cùng khám phá bên trong xem coi bên trong nó như thế nào. Ok, ở bên trong này chúng ta có một cái dây hướng dẫn. Thì cái dây hướng dẫn này gần như mới luôn, gần như mới, người ta chưa bóc, còn băng keo đây. Và đây thì khánh đoán chắc là cái hộp, cái dây đeo kèm của hộp nè, cái dây đeo của cái hộp nè. Và trong này có một cái jack 3.5 dùng để thu hoặc là dùng để cắm vào tai nghe. Chưa biết, hồi nữa cùng mở nó xem. Coi thiết kế bên trong, trong trước đã. Ok, người thiết kế bên trong á có ba cái điểm đáng chú ý. Đó chính là đầu tiên là cái chất liệu. Ở trong này họ lót một cái lớp mút rất là dày nha các bạn, và cực kỳ êm, cho nên là tránh cái sự va quẹt cho cái kèn của các bạn rất là tốt, là cái điều đầu tiên. Cái thứ hai là họ thiết kế cái phần đệm giữ cho cái kèn nó chắc. Một thiết kế rất là thông minh luôn, rất là thông minh nha các bạn nha. Bởi vì sao? Cái này có thể tháo ra nè. Có thể tháo ra. Wow, một thiết kế rất là thông minh, có thể tháo ra điều chỉnh lại và gắn lại. Ở cả ba điểm đều y như vậy. Có thể tháo ra điều chỉnh tùy ý các bạn muốn. Và đây là phần giữ cái cổ kèn. Riêng cái phần này thì nó bằng nhựa chứ không phải bằng cao su, và cũng có thể tháo ra điều chỉnh luôn. Quả là một thiết kế cực kỳ thông minh. Tiếp theo nữa là phần này. Các bạn có thể nhìn thấy nè, nguyên một cụm này là nó nối liền với cái cụm để chúng ta gắn pin, gắn jack 3.5 vào để mà nghe, gắn cái headphone vào để mà nghe, hoặc là gắn cái file nhạc vào để mà tập. Thậm chí là có thể sử dụng cái hộp này để mà thông qua sao cạc thu âm được luôn. Nhưng mà chất lượng như thế nào thì Khánh Nguyễn thực sự cũng chưa có thời gian để mà thử đến phần này, cho nên là không thể review chi tiết cho các bạn được. Ok, đó là tương quan về ba phần, cả trong cả ngoài. Thì theo Khánh thấy là nó rất là chắc chắn luôn các bạn ơi. Nó là cái hộp này, cái hộp tập này rất là chắc chắn. Còn về cái phần mà giảm âm của nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm nha. Ok, trước tiên á cho Khánh mở thử cái này ra để coi trong này nó có cái gì. Rất là tò mò, tại vì của học viên của mình chưa có dám mở ra để mà sử dụng. Ok, ở trong này thì có một cái jack 3.5, một cái sợi dây, chắc là để treo cái hộp lên. À, ok, mừng tượng đây rồi, mừng tượng đây rồi. Có thể đeo cái hộp này chéo và đeo thêm cụm dây đi đeo kèn nữa để chắc chắn hơn. Để Khánh kể chi tiết và sơ sơ thêm một chút xíu là cái hộp này á thì là của học viên Khánh mua ở chỗ anh Minh Tèo, mà anh Minh Tèo là một người bán phụ kiện cho sắt rất là nhiều ở Mỹ Tho. Anh Minh Tèo ở Mỹ Tho nha các bạn nha. Thì cái hộp này á, anh Minh Tèo mua theo kiểu đấu giá đồ Nhật về á, thì nó là hộp used, nó là hộp cũ nha, nó là đã qua sử dụng rồi. Điều đó có nghĩa là cái box, cái hộp bằng cạc tông á, cái box bằng cạc tông ở ngoài thì nó đã không còn nữa. Thì cũng không quan trọng, quan trọng là ở trong nó còn quá mới. Đó là cái hộp này là quá mới nha, cực kỳ mới luôn. Có cả tem của nhà sản xuất đây, và được gọi là sao ta, chính xác là made in Japan luôn các bạn nha. Điều này là một cái điều mà rất là nhiều người dân Việt Nam mình yêu thích, là thích xài đồ ngoại. Để đơn giản, đồ ngoại tốt mà, có những thứ phải nói là rất là tốt luôn. Thì cái hộp này có giá là nó rơi vào tầm đâu đó từ 8 cho đến 10 triệu, có thể mắc hơn đôi chút,
có thể là mắc khoảng chừng 1-2 triệu gì đó, tùy vào độ mới cũ. Và Khánh Nguyễn cũng đã test rồi, bỏ pin vào. Đây là cái nắp lắp pin, nắp lắp pin mình bỏ 2 viên pin 3A vào và có thể gắn tai nghe vào chơi thôi. Ok, nói rồi, nó dài quá rồi, cùng lắp vào thử để coi coi hiệu quả của nó như thế nào nha. Ok, như vậy là xong rồi nè, để như vậy là xong rồi, gần như là không thể nào tuột luôn, để nghe nghe như không thể nào tuột luôn. Mình có thể thấy nè, đấy, nó giữ cái kèn mình rất là chắc chắn, ổn định luôn. Để có phần đỡ ngay cổ nè, khá là thông minh. Bởi vậy, đi trước Việt Nam, nói hỏi sao họ quá giỏi, phải nói họ quá giỏi luôn. Ok, cho Khánh một thời gian chút xíu nha. Tại vì đang là quay cho các bạn trải nghiệm luôn, cho nên là đôi lúc nó sẽ có những cái gì đó nó sập sờ, thì cho Khánh Nguyễn thông cảm cho Khánh Nguyễn nha. Có chịu ghê đó. Ok, đặt làm chút xíu, đắm lại cho nó vô. Ok, vừa rồi. Vô ngàn lắm nè. Quay là mê. Ok, vô. Phải nói là đôi lúc là đồ xịn quá cũng khó xài lắm các bạn, gọi là không có quen. Lần đầu review cái này nhìn nó cũng hơi có chút hay có chút lập cập, không kệ đi. Khánh Nguyễn nghĩ là phá một cái này là đủ rồi. Cái này phải dành thời gian nghiên cứu nó thì mới lắp được cho nó chính xác. Ok, đây là cái kèn của chúng ta đã gói gọn ở trong một cái hộp rồi. Thì theo như Khánh thấy khi mà Khánh lắc thì nó gần như không xê dịch luôn nha, nó giữ cái kèn của bạn rất là chắc nha. Cái đĩa này là một cái điểm cộng khi mà các bạn có một cái hộp để tập. Ok, cùng thử coi là hiệu quả của nó như thế nào. Đây, khi lắp vào sẽ như vậy. Chắc đó giờ Khánh là người đầu tiên mà được gọi là trải nghiệm cái này mà quay clip lại review cho các bạn luôn quá. Dĩ nhiên nước ngoài họ làm nhiều rồi, nhưng mà Việt Nam thì chắc mới có mình Khánh thôi. Ok, cùng thử coi. Và đây Khánh đang ngồi ở trong studio, là một căn phòng tiêu âm rất là tốt. Thì cái tiếng này sẽ là cái tiếng thực tế nha, cũng sẽ thông qua micro, nhưng mà cái tiếng này tiếng thực tế, không có effect, không có reverb gì hết. Ok, rồi coi. Tiếng nó giảm được rất là nhiều luôn á. Tại bản thân Khánh nghe nó rất là nhỏ luôn. Nếu mà hả, để chắc chắn thì các bạn kỹ thuật viên đang quay phim cho Khánh á, đang quay phim cho Khánh thì bước ra khỏi phòng chắc chắn là không thể nào nghe được là Khánh đang thổi saxophone trong phòng này đâu. Sure 100%. Ok,
mở hộp ra, lấy cái kèn ra, nghe lại cái tiếng kèn thực tế nó sẽ lớn như thế nào nha các bạn nha. Ây da, đồ xịn quá, cũng khó xài lắm. Ok, lâu lâu mới có cơ hội xài đồ xịn mà các bạn. Đẹp quá. Hãy nói là cái hộp quá đẹp. Thánh Nguyễn sẽ chia sẻ thêm một thông tin trong lúc mà nghỉ ngơi, lấy sức đôi chút trước khi thổi tiếng kèn thực tế cho các bạn nghe. Thì cái hãng Best Brass này có sản xuất những cái dòng hộp giảm âm để mà tập khác trước, đời trước nữa. Ở đời trước có nghĩa là có rất là nhiều series cái hộp kiểu này. Thì mỗi series họ thêm vào những cái chức năng khác nhau ở trên cái cụm xử lý âm thanh này. Thì có cái hộp thì nó sẽ bỏ metronome vào, có cái hộp đời mới hơn thì nó sẽ cất cái metronome đi, chủ yếu là để mình tập thôi. Chủ yếu là để mình kiểu giống như mình chơi, mình tập tại nhà. Và cái hộp mà có metronome á, là dành cho các bạn thổi cổ điển nhiều, cần cái sự luyện tập với lại nhịp điệu nó chính xác. Thì mỗi một cái thời điểm mà ra một cái series hộp khác thì sẽ làm tùy vào cái sự nhu cầu, được là tùy vào cái nhu cầu của cái người sử dụng. Ok, quay trở lại và tiếng kèn thực tế khi mà ở ngoài nha. Các bạn đã nghe hai tần số âm thanh nó khác nhau. Thực sự là cái âm lượng nó giảm đi đáng kể luôn đó các bạn ạ. Một cái giá nghe thì có vẻ mắc, nhưng mà Khánh mới vừa tra cái giá mới của cái hãng này, của cái hộp này. Khi mà brand new thì nó rơi vào tầm khoảng chừng 700-800 đô. Một cái giá rất là đắt nha. Nhưng mà đổi lại một chất lượng, Khánh đảm bảo là tuyệt vời hơn mong đợi. Khánh quay clip này là không phải là bán. Như các bạn đã biết rồi, kênh YouTube của Khánh Nguyễn là không có mua bán. Sure 100%. Kể cả các bạn đọc lại những comment của Khánh với những comment khác, khi mà bất kỳ ai vào hỏi giá của sản phẩm nào, Khánh Nguyễn đều nói là các bạn hãy liên lạc trực tiếp với Khánh thì Khánh Nguyễn sẽ nói giá. Tại vì kênh YouTube của Khánh Nguyễn là làm ra là phi lợi nhuận. Vì Khánh muốn tạo cho kênh YouTube của Khánh có một cái kho dữ liệu để các bạn muốn mua một món đồ gì, muốn trải nghiệm một món đồ gì có thể vào đó mà trải nghiệm. Cho nên là không nhằm mục đích bán. Nhưng mà phải nói Best Brass is the best. Giảm rất nhiều về âm lượng. Thực không thể nào tin được là một cái hộp này nó thay thế cho cả một cái phòng để mà tập, một cái không gian để mà tập. Sau khi thổi thì Khánh có một cái cảm nhận như thế này nè. Dĩ nhiên là mình thổi một cái kèn ở ngoài, nó sẽ có cái sự, dĩ nhiên âm thanh nó lớn rồi, đặc biệt là tiếng kèn nó sẽ thoáng, mình sẽ cảm giác nó dễ chịu hơn rất là nhiều. Nhưng mà gắn vào hộp thì thổi nó hơi ngọt một chút xíu, tiếng nó chắc chắn là bị giảm xuống rồi. Nhưng mà khi mà thổi thì cái hơi của mình đưa ra đó, nó cảm giác nó vẫn hơi ngọt. Nhưng mà đổi lại thì cái sự luyện tập này nó vẫn rất là đáng giá. Cái sự luyện tập rất là đáng giá. Như hồi nãy Khánh thổi là Khánh có xuống cả nốt C
ở trên kèn vẫn rất là thoáng và không có bị mệt nha. Vẫn rất là thoáng, vẫn rất là dễ chịu. Dễ chịu trong cái khả năng của mình. Cho nên đây là một sản phẩm theo Khánh đánh giá là nếu các bạn có điều kiện nên đầu tư. Như Khánh cũng đang rất cố gắng từng chút một để mà đầu tư một cái hộp như thế này. Để chia sẻ đến các bạn khán thính giả của kênh YouTube của Khánh Nguyễn thì có thể cái thời điểm các bạn xem video clip này là thời điểm mà con trai của Khánh ra đời. Thì đó là lý do vì sao mà Khánh Nguyễn cần một cái hộp như thế này để mà luyện tập ở nhà. Vì thời gian tập nè, thời gian đi thu, thời gian đi làm, thậm chí là thời gian đi quay clip của các bạn nó cũng sẽ bị dành quay clip cho các bạn coi, cũng bị ảnh hưởng nè. Cho nên là Khánh cần một cái hộp như thế này để mà luyện tập ở nhà trong những cái lúc mà canh con mà con đang ngủ thì mình tập ở nhà nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Ok, Khánh Nguyễn chia sẻ cho các bạn đến đây, Khánh nghĩ là cũng đã tương đối đủ. Tùy vào sự lựa chọn của các bạn. Nếu các bạn có không gian tập tốt, môi trường tập tốt, thì cái thời gian để các bạn thuần thục được cái saxophone sẽ rất là sớm, rất là nhanh. Nếu các bạn không có không gian, không có điều kiện có phòng tập, hãy cố gắng sở hữu Isaac Bad Brass Corporation để luyện tập ở nhà. Bởi vì nó quá tốt, nó tốt hơn ngoài mong đợi. Ok, chúc các bạn tìm được sản phẩm ưng ý cho chính bản thân mình. Và đừng quên like, share, comment và subscribe cho Khánh Nguyễn Ông Càng Bự để Khánh Nguyễn ra thêm những clip hay và bổ ích cho các bạn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.